Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay, đây là vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Thì hôm nay em cũng chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Rồi, sau đây Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông, bấm chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị. Chào em. Xin mến chào anh Thanh Phú, mến chào tất cả quý anh chị em mùa điệu bonsai trên cả nước. Ngày mới cho phép nhà vườn cảnh bonsai xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị em mùa điệu bonsai trên cả nước. Chúc cho tất cả quý anh chị em mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và đến hẹn lại lên thì hôm nay được anh Thanh Phú về đây để cùng nhà vườn chia sẻ đến tất cả quý anh chị em mùa điệu bonsai trên cả nước những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà muốn gửi gắm đến tất cả quý anh chị em mình. Thì đặc biệt là quý anh chị em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn sẽ có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em. Quan trọng là anh chị mình yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho em. Từ những cái hàng cây mini tới những cái cây hàng đỉnh cổ, những cái cây 3 người khiêng, 4 người khiêng đều có ship hàng toàn quốc hết. Và đầu tiên thì nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm cần thanh. Đây là một cái cây cần thanh dáng trực huyền quý anh chị em. Phải nói cây vừa quái, cây quái và cây có cái độ già đẹp. Dạ. Và cây này thì nó nằm ở khí hậu miền Trung này cũng rất là lâu năm rồi quý anh chị em. Quá già luôn gì. Nó nổi cốm toàn bộ và vừa được nhà vườn xây dựng lại cái dàn tây, cái dàn bông tán để cho nó rõ ràng và nó chi tiết hơn. Cây này thì bây giờ vào chế độ gọi là xong cây rồi quý anh chị em. Cái này thì chỉ anh em mình về xẻ dây nữa là xong. Cái này thì khoảng tầm vài tháng nữa anh chị mình hãy xẻ dây. Em vừa kề lại cái dàn dâm. Đó, cốt cái dàn tây, cái dàn chốt của nó là xong nha quý anh chị em. Mình chỉ xây dựng lại cái dàn mà dâm thôi. Đó, còn cái mặt cắt đó quý anh chị em thì nó không còn nữa nha. Điều liền bưng hết rồi. Đẹp quá quý vị. Nó vào cái chế độ gọi là cây gọi là thành phẩm rồi. Và đặc biệt với cái cần này nè quý anh chị em, cái cần quyền này là nó liền bưng hết và nó rất là vàng, tỷ lệ đẹp nha quý anh chị em, hai mạch đều rất là độc đáo chứ không phải là cây này nó chơi hai mạch luôn, không phải một mạch, mạch bên này cũng khá là ấn tượng nè. Và đặc biệt là được làm theo những cái dạng mà những cái bông lưng ở phía bên trên nữa quý anh chị em, nhìn nó rất là hay luôn. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm. Cái vườn mình là nó nằm ở gần sát cái trục quốc lộ quý anh chị em nên là có thể là nó hơi ồn một chút, anh em mình cũng thông cảm. Rồi quý anh chị em mình cùng chiêm ngắm cho thật là chi tiết cái tác phẩm cần thanh này. Đây là một dòng cây phong thủy, dòng cây cần cù thanh tiến này quý anh chị em, vừa là dòng cây phong thủy và vừa là chơi bonsai cũng rất là ấn tượng, lá nhỏ và đặc biệt là tính chất nghệ thuật của những cái cây này cũng rất là cao, cũng cây cũng khá là dễ chơi và khá là dễ chăm. Cây già rất là già. Cái này thì nói tới độ già thì miễn bàn rồi quý anh chị em. Còn ở độ nghệ thuật thì cũng tuyệt vời.
Rồi nhà vườn xin phép đo thông số kích thước ạ. Hành đế cây này là 1m02 nha quý anh chị em. 1m02. Hành đế là 1m02. Rồi em xin phép đo cái củ này nha quý anh chị em. Em xin phép đo cái củ quái này. Củ quái này là có cái hành củ này là 72 nha quý vị em. 72. 72. Rồi em xin phép đo cái hành thân ạ. Cây khéo. Hành thân là 31 ạ. 31. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 50. Cao 50. Cao 50. Và bộ tán của cây là 1m28 quý anh chị em. 1m28. 1m28. Đang nằm ở trong một chiếc chậu Tứ Linh, hàng Đồng Nai, có kích thước là 50. 50. Dạ, chậu Tứ Linh hàng Đồng Nai, kích thước 50, nằm trong một cái chậu khá là đẹp rồi quý anh chị em. Và anh chị em nào chiêm ngắm cái tác phẩm này và yêu thích cái tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn cũng xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em, mọi điều bonsai trên cả nước. Cái tây hoành này là nó đảo nha quý anh chị em. Đây nó xuống nó đảo. Đúng nó rồi. Đảo về trước xong rồi nó mới gạch ra sau. Rất là hay. Rồi nó mới nhịp xuống rồi nó mới đảo lên. Đó. Cũng cũng dòng cung như này quý anh chị em, đảo này. Đó, nhìn ở ngoài nó lách lượng, nó có một cái tổng thể nhìn rất 3D lắm nha quý anh chị em nha. Anh chị em mình những cái coi này mà đưa vào anh em mình chụp hình nó cũng rất là đẹp. Rồi anh em mình cùng chiêm ngắm hoặc là mình để mình trang trí trước cửa nhà mình cũng rất là feel luôn. Đây quý vị, cái đường thằng nó chạy lắc đẹp. Vàng xương dâm đó, còn cái đường thân của nó chạy thì khỏi nói rồi. Coi về liền lạc biển tích hết nha. Cái đường thân nó chạy từ ở ngoài đỉnh này, nó chạy vô thì anh em mình biết là nó dàn lên, rồi nó xuống, rồi nó đảo ra, rồi nó đi vô nha quý vị em. Kiểu 3D. Dạ. Yeah. Chỗ này nó cũng rất khéo này. Rồi và tiếp theo là nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị mình, đó là một cái dòng cây khá là đặc trưng của nhà vườn. Đây là một cái tác phẩm Hải Châu. Dòng lá này là dòng lá búp sen nha quý anh chị. Một cái tác phẩm Hải Châu phải nói giống như một cái nốt nhạc quý anh chị. Khéo. Cây rất già và ngoài này bắt đầu giờ nó vô giai đoạn là hoa này quý anh chị. Nó thơm nồng nàn luôn. Anh chị mình đứng gần những cái tác phẩm như thế này bây giờ nó thơm phải nói kinh điển mà đang trái luôn quý anh em. Cái dòng trái này rất là to, để nhà vườn quay qua để anh Phú lia vào cái trái. Nó bắt đầu giờ nó bắt đầu nó những cái trái bón này. Những cái trái đầu tiên á bắt đầu nó ra rồi nè. Nhỏ nhỏ rất đẹp bên đây. Dạ. Yeah. Đâu rồi? Đây. À, đúng rồi, đó. Nó đang bắt đầu nè. Mà coi này già lắm quý anh chị. Coi tuy rằng bé nhưng mà rất nghệ thuật nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị em nào là tín đồ của những cái hàng gọi là yêu thích nghệ thuật thì đây là những cái cây nghệ thuật này. Nó có một cái co gập nó trả về rất độc đáo. Rồi nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tìm hình dung và dễ giao lưu. Cây này nó là cây quái nha quý anh chị, nó cũng nhỏ thôi cho nó không có to. Mình xin phép đo cái hành của nó. Hành là 12 nha quý anh chị. 12. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 50. Cao 50. Dạ, và bộ tán của cây là 48. Tán 48. Dạ, đang nằm ở trong cái chậu lá thiêu xưa, chậu bí có cái đường kính là 26. 26. Dạ. Quý anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm Hải Châu này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Nhà vườn xin thông báo với quý anh chị em là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em, bộ điều bonsai trên cả nước. Cái Hải Châu thì cái hoa thơm quý vị em, mà đặc biệt cái trái rất đẹp, quả trái rất đẹp. Đẹp và kéo dài tới 6 tháng rồi. Kéo dài cái từ hoa cho tới trái là 6 tháng. Và tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị mình đó là một cái trà phúc kiến. Anh em ở phía Nam này còn gọi là cây bùm sùm này quý anh chị. Đây là một cái cây phải nói rất già quý anh chị, một cái cây mini rất già và cây cốt chậu nha quý anh chị, nằm chậu rất lâu năm. Hoa trái. Dạ, yeah, cây này thì nó quái cực kỳ luôn. Nó là cái trà phúc kiến của Việt Nam mình mà để mà tìm ra những cái cây mini như thế này thì cũng gọi là cây già quý anh chị. Nó nằm chậu nó rất lâu năm rồi. Cái dàn tây thuộc miền tích rồi nha quý anh chị. Cây này thì nó hoa trái hình như gần như là quanh năm. Cây này thì hoa trái quanh năm. Anh em mình chơi thì để ý mà lâu lâu mình chịu khó bón phân cho nó hoa trái quanh năm ở quý anh chị. Trái đây này. Trái của nó là màu xanh với lại nó chín rồi nó chuyển qua màu cam cam này, ăn nó cũng ngọt lắm. Đó.
Rồi cái hoa nó màu trắng, hoa thì lúc nào hình như cũng có trên cây quý anh chị. Nó xì từ thằng thân nó xì ra luôn. Rất quái. Cái củ nó nhìn nó rất là có cái độ xù xì, những cái nu sụng nha. Đó anh chị mình nhìn cái sụng nó này. Nó nổi nu cục cục lên này. Mini mà như thế này nó rất già rồi. Rồi nhà vườn quay một vòng cho quý anh chị mình cùng chiêm ngắm cây nào là cây liền lạc mịn rồi nha quý anh chị. Những cái cây này thì anh em mình có thể bưng bỏ lên kệ đi chơi rồi. Và nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu những cái tác phẩm này. Những cây này thì giá nó cũng vừa phải, dễ cho anh em mình giao lưu lắm. Có cái bầu chân đẹp quá. Cây này thì chân đế tới đường thân gì cũng đẹp lắm. Thành đế cái này là 67 nha quý anh chị. 67. Thành thân đo ngay đoạn eo này nha quý anh chị là 25. 25. Ngay cái eo này là 25. Và chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 31 quý anh chị. 31. Và bộ tán của cây là 35. 35. Đang nằm ở trong cái chậu vuông có cái đường kính là 25. Chậu vuông Trung Quốc. Bên dưới này có một xây dựng một con tử nữa quý anh chị, rất là dễ thương. Rồi quý anh chị mình cùng chiêm ngắm. Quý anh chị nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em mùa điệu bonsai trên cả nước. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm tác phẩm này. Và tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm hài châu hình giống như một con cá ngựa nha quý anh chị em. Hay đó. Dạ, cái này nó rất nghệ thuật. Nhìn bé nhưng mà cái độ nghệ thuật, cái độ duyên nó có nha quý anh chị. Cây này thì nó bắt đầu đang hoa này. Anh chị mình thấy nó đang bắt đầu nhóm hoa này quý anh chị. Cây này thì sắp tới hoa cũng chắc cũng nhiều rồi. Đó. Nó giống như y như là một con cá ngựa luôn. Chỗ này là cái lũa rin luôn nha, cái lũa thép này. Đó, cây nó rất nghệ thuật. Cây này là xong cây nha quý anh chị. Đó, anh chị mình cùng chiêm ngắm. Cây này thì bé thôi. Hàng mini nha quý anh chị. Khá là duyên dáng. Rồi nhà vườn xin phép đo thông số kích thước của cái tác phẩm này. Cái này là mỗi cây bàn trà dành cho những cái quý anh chị mình có không gian nhỏ hẹp. Hoành mình đo ngay chỗ vị trí này là 16 nha quý anh chị. 16. Dạ. 16 và chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 22. Và bộ tán của cây là 30. Đang nằm ở trong cái chậu có cái miệng đường kính là 10 và chiều cao là 20. Nằm trong cái chậu Trung Quốc. Rồi quý anh chị mình cùng chiêm ngắm tác phẩm Hải Châu Mini hàng bàn trà này. Quý anh chị nào yêu thích thì cứ alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị mùa điệu bonsai trên cả nước. Tác phẩm rất duyên dáng, giá cũng rất là êm cho những cái tác phẩm như thế này thôi. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm cho thật chi tiết đi ạ. Rồi tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị mình đó là một cái tác phẩm linh sam sông Minh Zin. Cây linh sam sông Minh Zin. Yeah, cực già yeah, luôn quý vị. Cây này là những cây linh sam hàng đời đầu luôn nha quý anh chị. Hàng đời đầu của linh sam. Những cái cây như thế này là đặc biệt, nó đẹp từ cái bố cục đế quý anh em. Đế này là ngày xưa anh em mình phải kết như đây, là kết những cái vị trí này. Mà bây giờ toàn bộ là nó bấm xuống mông rồng hết. Nó liền và nó bấm mông rồng hết. Và toàn bộ là cái đế nhìn nó không có cái sự sắp đặt, nhìn nó rất là tự nhiên. Đó, dàn tây thì anh em biết rồi, dàn tây thì phải khỏi nói rồi, dàn tây quá già luôn. Quá già. Dạ, linh sam mà khi anh em mình thả dây ra mà nó đưng như thế này quý anh chị. Nó đưng mà nó già mà nó nằm im ru như thế này không phải là chuyện đơn giản đó. Đế này thì đế 24 giờ. Đế bố cục đế rất chặt chẽ. Nó không có theo cái lối sắp xếp. Cây đang phun hoa luôn nha quý anh chị. Cây này thì phải nói mùa này thì khỏi nói tới hoa. Cây linh sam sông Minh Zin. Cây cực kỳ già và cực kỳ đẳng cấp. Một cái cây dáng siêu sông siêu quý anh chị. Cây sông siêu mà nói khá là to. Rồi quý anh chị mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm xem này. Nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu cái tác phẩm này không. Cái này mình chỉ đo mô phỏng thôi nha quý anh chị, chứ cũng không có đo hết cái hành đế này đâu. Đế là nó chì ra hết chậu á. Mình chỉ đo mô phỏng cho anh chị mình thôi, chứ cũng không có đo hết. Hành đế là 1m20 nha quý anh chị. 1m20.
Dạ, 1m20. Em xin phép đo hành thân ạ. Hành thân là 42 nha quý vị em. 42. Dạ, hành thân là 42. Chiều cao từ màn chậu lên tới đỉnh là 62. Cao 62. Dạ. Và bộ tán của coi. Bộ tán của coi là 1m20 quý vị em. 1m20. 1m20. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu Đồng Nai có cái đường kính là 68. Dài 68. Dài 68 và chiều ngang là 50. Ngang 50. Dạ. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm tác phẩm linh sang sông siêu này. Đây là những cái tác phẩm phải nói cực kỳ đẹp và cực kỳ duyên dáng. Nói về dòng hoa mà để tìm cho mình một cái cốt mà nó già và nó chuẩn chỉnh như thế này cũng bây giờ cũng không phải là dễ tìm đâu quý chị. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm, và anh chị em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình những cái chị em. Nhà vườn có xuất hàng toàn quốc. Những cái cán tây này bây giờ phải nói là kinh khủng khiếp rồi quý anh chị em. Coi nó già và anh em mình nhìn này, cái đường thân của nó này, nó gần guốc, nó nhìn nó rất là ấp phê luôn. Mình nhìn ở ngoài mình nhìn những cái cây như thế này nhìn nó phê lắm quý anh chị em. Thứ nhất là nó già và cái thứ hai nó tay chân nó cù hết rồi. Bây giờ lột ra một cái là dần dâm của nó là lên sen hô hết, nhìn phê lắm. Và tiếp theo nhà vườn cũng gửi đến tất cả quý anh chị mình đó là một cái tác phẩm ổi quý anh chị em. Một cái cây ổi ta mà phải nói coi này nó có cái đường thân rất quái quý anh chị em. Giống như là còn một con mãnh thú á, nhìn cái đường thân nó chạy phải nói cực kỳ duyên dáng. Đó, anh em nào mà, nếu mà chơi những cái cây mà kích gọi là bonsai trang trí trước cửa nhà mình ở đây là những cái cây phải nói khá là độc đáo quý anh chị em. Và đặc biệt là cây thì rồi nó không quả nó cũng nhiều lắm quý anh chị em, nhưng mà nhà thì cũng có mấy chéo nên là nó không hái hết. Đây cái dòng trái này mình cũng hái một trái để anh chị mình xem này. Đây. Đó, anh chị mình xem cái trái nó bóng mà nó phải nói nhìn nó cũng rất là đã. Thơm lắm nha, ruột đỏ nha quý anh chị. Ồ, quá ngon. Dạ. Yeah. Đó. Rất ngon. Thơm lắm anh chị em ơi. Đó, tôi hai trái này xíu nữa tôi anh em nào ngoài giao lưu là tôi trừ tiền ra. Đùa với quý anh chị em cho vui nha. Đây một cái tác phẩm ổi ta. Mình cái này dòng này thì nó cũng xiên quả lắm. Đường chạy đẹp quá. Cứ chim ngắm cho nó thật là chi tiết tác phẩm ổi này. Đây cũng đang rất là mướt coi, rất là tốt. Đường chạy đẹp. Thì cũng ổi thì nhiều nhưng mà để có những cái cốt mà nó quái như thế này này quý anh chị. Có cái độ vàng, độ xoắn nó đẹp như thế này nó cũng khó. Đường chạy đã đẹp quá. Dạ. Đang ấy một cái đuôi ở phía sau này nó nhìn cho nó duyên duyên. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh em mình cứ xem tổng thể rồi bố cục đường thân rồi của coi nào thì giá nó cũng hợp lý thôi quý anh chị. Rất là êm. Anh em nào cứ yêu thích thì cứ nhắc máy lên alo cho nhà vườn. Đây nó đang nằm ở trong mỗi chiếc chậu này là chậu xưa nha quý anh chị em. Chậu này là chậu lấy thiêu xưa này, chậu rồng này. Chậu này cũng hay lắm. Chậu này nó cũng mấy chục năm rồi quý anh chị. 40-50 năm. Rồi, nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu hơn ạ. Em xin phép đo hành đế nha quý anh chị em. Hành đế là 1m38 ạ. 1m38. Dạ, hành đế 1m38. Hành thân, em xin phép đo hành thân nha quý anh chị. Hành thân của cây này là 47 quý anh chị. Thân 47. Dạ, hành thân là 47. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 61 quý anh chị. Cao 61. Cao 61 và bộ tán của cây là 1m25. Tán 1m25. 1m25. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu tròn, chậu rồng có đường kính là 73. 73 đường kính. Chậu rồng, chậu tròn lấy thiêu xưa có đường kính 73. Rồi quý anh chị mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm ổi này. Quý anh chị nào yêu thích tác phẩm ổi này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Cũng xin thưa đến tất cả quý anh chị mình là nhà vườn xếp hàng toàn quốc. Đến tất cả quý anh chị mọi điều bonsai trên cả nước á. Anh em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Tiếp theo cũng lại là một dòng hải châu, cũng dòng lá cực đẹp quý anh chị, lá búp sen luôn. Đây thì thưa với quý anh chị em là cái dòng này hoa trái đẹp lắm, cái trái rất đẹp nha quý anh chị, dòng lá nó dày tròn nhỏ,
và đặc biệt đó là cái trái nó rất là đẹp, trái rất là to và rất là căng mọng. Đây nè anh chị em mình xem cái trái hải châu này, nó quyến rũ lòng người và kinh điển luôn. Và đặc biệt là nó khi nó xanh nha, rồi bắt đầu nó chuyển màu vàng quý anh chị em. Đây, màu vàng này. Đó, rồi chuyển qua màu cam nha quý anh chị em. Nó sẽ chuyển qua cái màu cam này nè. Đây. Đó, và bắt đầu là khi nó chín là nó đỏ như thế này. Đó, đây là những cái trái mà nó cũng lâu rồi nè quý anh chị em. Đây là đợt đầu của nó này. Còn đẹp bây giờ rồi. Là nó phun một cái bông, chuẩn bị là cái này là nó nguyên một cái trái luôn. Đó, đang nằm trong một cái lu xưa nè quý anh chị. Đó, cây này là cây thác đổ nữa. Đó, những cái cây như thế này thì phải nói tuyệt vời luôn quý anh chị. Đẹp. Đó, anh chị em nào cây này nó đủ như cây con luôn nha quý anh chị. Đó, để em đo thông số kích thước, anh chị em nào mà yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị. Cây này hành đế là 59 quý anh chị. 59. Dạ. Hành đế. Hành đế 59, cây này thì nó liền lạc quý anh chị. Hành thân là 16 quý anh chị. 16. Dạ, hành thân 16. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 26. Cao 26. Dạ. Và tán bộ tán của cây là 80. Tán 80. Đang nằm trong cái lu bèo có cái đường kính là 30. 30. Dạ, và chiều cao là 35. 35. Dạ. Quý anh chị em mình để em quay một vòng. Anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em mọi điều bonsai trên cả nước. Cây hải châu mà nó vào những cái mùa này thì phải nói anh chị em mình đứng gần cái cây á quý anh chị, cái mùi hương hoa của nó tỏa ra phải nói cực kỳ sướng luôn. Cái mùi nó thơm mà nó nồng nàn, mà cảm giác nó rất là dễ chịu quý anh chị. Trái bây giờ bắt đầu nó gần như là kín cây luôn á. Trái xanh xanh lên xanh xanh xanh. Cây này nó đổ nhịp nhàng lắm. Cây này thì anh em mình chơi phải nói về tương lai những cái cây như thế này phải nói rất là giá trị nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị mình cùng chiêm ngắm. Và tiếp theo, nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị mình đó là một cái tác phẩm linh sam hoa trắng. Cây này thì vừa hoa trắng vừa hoa tím, và đây là cái anh em mình biết là cái cây này nó hoa mùa này phải nói nó liên tục luôn quý anh chị em. Đặc biệt là chia sẻ với quý anh chị em là cái cây linh sam này trên một cái cành của nó luôn, trên một cái giòi hoa luôn quý anh chị em, mà nó vừa ra tím vừa ra trắng này. Đó, cái hoa này thì linh sam thì nó thơm lắm quý anh chị em. Cái mùi thơm của nó rất là hay, và nó cái nhìn nó cái nghe nó rất là dễ chịu, cái mùi hương đó rất là thơm, rất là dễ chịu. Đẹp quá quý vị. Nói là... quên nói nghi. Rất đẹp. Dạ, yeah, trên một cái cành luôn nha quý anh chị em. Nó đây nè, cái cành đây nè anh Phú. Đó, đây nè. Mà nó vừa trắng vừa tím luôn nè. Thấy không? Hay. Quý anh chị mình thấy chưa? Hay. Đó. Nó hay một cái điểm là như vậy, nhưng mà cái hoa trắng này là nó 90%. Đó, 90% là hoa trắng. Còn nó khoảng 10% là hoa tím thôi. Rồi, để nhà vườn quay một vòng để quý anh chị mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm linh sam. Và tác phẩm linh sam sông Hinh. Linh sam sông Hinh, cái dòng này là dòng lá nhỏ này nha quý anh chị em. Đèn rực hoa. Cái dòng này là rất dòng đẹp. Siêu hoa. Dòng này hoa dữ lắm. Hoa từ bữa giờ là cũng lâu lắm rồi nè quý anh chị em, mà cứ liên tục hết lớp này là nó ra lớp kia, hết lớp này ra lớp kia. Chắc vì là khí hậu miền Trung dạo này nó vào mùa hè này, nên là hoa linh sam nó thường xuyên. Hoa rất thơm. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm linh sam này. Nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và dễ giao lưu. Lũa này là lũa rin nha quý anh chị em, không có ghép cúc gì hết. Hoa nhìn nó chơi hoa thôi đã thấy sướng này nè quý anh chị em. Hành đế là 97 nha quý anh chị em. 97. Hành đế. Hành thân đo luôn cái phần lũa này là 50. 50. Dạ. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 68. 68. Dạ. Và bộ tán của cây là 80. Tán 80. Dạ, đang nằm ở trong cái chậu Đồng Nai, cái chậu vuông Đồng Nai có kích thước là 40 vuông. 40 vuông. 40 vuông, 4 cái đầu gỗ phù. Rất là độc đáo, một cái cây dáng trực vây nhân quý anh chị em. Có cái lũa thép, lũa rin luôn. Rất là nghệ thuật. Quý anh chị em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình cho quý anh chị em.
xin thông báo với quý anh chị em là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em mùa điều bonsai trên cả nước. Rồi anh chị em mình cùng ngắm. Rồi và tiếp theo nhà vườn cũng gửi đến tất cả quý anh em mình, đó là một gọi là một cái tác phẩm rất quý của nhà vườn này quý anh chị em. Đây là một cái tác phẩm tùng Đài Loan, một cái tùng trái nha quý anh chị em. Thưa với quý anh chị em là đặc biệt nếu mà nói về tùng á, anh em mình đã chơi tùng và những người đang và đã chơi tùng thì thưa với quý anh chị em rằng là để mà có một cái tác phẩm tùng mà như thế này thì anh em mình chơi thì cũng đã biết là nó phải khó như thế nào quý anh chị em. Rất đẹp. Vì tùng bonsai mà nó gẹt một phát, gẹt lên rồi nó gẹt tiếp một dòng nữa. Cốt chạy đẹp. Đây nó dặn một cái này quý anh chị em, nó dặn về rồi nó dặn lên. Đó thì anh chị mình biết rằng là cái độ mà gút gít của nó và cái độ lùng lực của nó để mà có một cái tác phẩm tùng như thế này không phải là đơn giản là nha quý anh chị em. Đế đẹp quá. Dạ. Cây này thì nó đẹp tổng thể bốn mạch luôn, vừa đẹp vừa đế vừa thân. Cây thì già đỏ da hết rồi quý anh chị em, và đặc biệt là những cái cán tay này. Đó, cái tay hoành này quý anh chị em, mà cái tay hoành này nó phải 20 mấy 30 này. Còn cái cốt tay một nó cũng vậy. Nó rất to nha quý anh chị em. Và đặc biệt là cái cổ ngọn á, anh em mình biết là bách rất đẹp nha. Đó, cái ngọn đít bồ ngọn chỉ đàng hoàng, bách rất rõ ràng chứ không phải là chùm 3 chùm 7 lại mà làm thành một quả phúc nha quý anh chị em. Đây là bách rất rõ. Đó, lách bắt đầu lách lên, bắt đầu đá lên ngọn, bách nhịp nhàng rõ ràng lắm, rất khéo. Dạ, bách tả hữu tiền hậu đàng hoàng. Tùng mà bách mà bài bản như thế này không phải là đơn giản đâu quý anh chị em. Trái cây đang trái này. Đây trái đang nhiều lắm quý anh chị em. Cây đang trái rất là nhiều. Đó. Trái bắt đầu gần vào cái giai đoạn bắt đầu nó chín chín là nó to lên nữa nha quý anh chị em. Trái này là cũng bằng ngón út rồi nè, cũng vì nó to nó đỏ đẹp lắm. Em sẽ quay một vòng để quý anh chị mình cùng chiêm ngắm. Để mà có những cái cây tùng như thế này thì phải nói cả ngàn cây mới tìm ra được một cây như thế này quý anh chị em, rất khó. Cây này nó đẹp tổng thể cả hai mạch luôn nha quý anh chị em. Gạch gù mà nó tổng thể hai mạch đẹp từ bố cục đế. Cây tùng mà để tìm một cái cây bố cục mà chặt chẽ như thế này rất khó nha quý anh chị em. Đẹp. Mạch sâu cũng rất là đẹp. Mà toàn bộ là mít thẹo toàn bộ nha quý anh chị em nha. Anh chị mình đưa máy vào gần để anh chị mình coi những cái mạch cắt này quý anh chị. Đấy. Anh chị mình nhìn ngón tay của nhà vườn này. Đó, em đưa vào này. Là anh chị mình nhìn là biết đối chứng là nó mít thẹo gần như là hết rồi này. Đó, anh em nhìn này. Rất khó để có những cái cây tùng như thế này quý anh chị. Cái tay hoành này cũng vậy nha quý anh chị. Cái cán tay hoành này rất to nha. Thì cái cổ tay to hơn cổ tay của mình luôn. Tỷ lệ coi thì chấm hết rồi nha quý anh chị em. Đang nằm trong một chiếc chậu quá xịn sò luôn. Chậu Trung Quốc bát tiên. Rất đẳng cấp. Chậu đẹp. Dạ. Cổ này thì quan trọng anh em mình quan trọng là anh em mình đã hợp gu với mình chưa thôi. Chứ còn đồ này thì khỏi phải bàn cãi tới cái độ mà chuẩn chỉnh của những cái cây tùng như thế này. Đó, cây vừa được nhà vườn kề lại sơ cái dàn bóng của nhịp để cho nó rõ ràng và sạch sẽ hơn. Rồi, nhà vườn cũng xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và dễ giao lưu. Đây là một cái cây tùng bonsai nha quý anh chị em. Cái lùng lực nha. Cốt nó chạy đẹp quá. Dạ, yeah. Rất là khủng luôn. Đế trải. Cây này cái đế của nó hầm hố lắm á quý anh chị. Đế nó nhìn rất là dữ. Hoành đế là 1m67 á quý anh chị em. 1m67 hoành đế. Đế 1m67. Hoành thân là 58 quý anh chị em. 58. Dạ em xin phép đo ngay eo này luôn nha quý anh chị em. Ở dưới là 58, ở trên ngay chỗ cái eo này là 50 nha. 50. Dạ, ngay cái eo này là 50. Đó. Và cũng xin thưa với quý anh chị mà tay bố cục vừa chặt chẽ và đặc biệt là cái cán tay tỷ lệ đóng phải nói 10-73 rất chuẩn nha quý anh chị. Nhà vườn cũng xin phép đo cái cán tay này để cho anh em mình tiện hình dung này. Cái cán của cái tay 1 nha quý anh chị. Cái cán của cái tay 1 này là 30 quý anh chị. 30. Dạ. Cái cán của cái tay hoành này khá là to. Dạ, cán của tay hoành này là 22. 22. Dạ, cán của tay hoành là 22. Coi phải nói đế này anh em. Cái đế nó bấm chân, đế bấm móng rồng mà tay chốt rồi đóng rất là chuẩn. To lắm nha quý anh chị. Ở cây này 4 người khiêng. 4 người bơi đằng lên. Lên tới đỉnh. Chiều
cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 72 quý anh chị em. 72 chiều cao. Bảy 72. Và bộ tán của coi. Bộ tán của coi là 1m47 quý anh chị em. 1m47 tán. Sorry quý anh chị em nha, 1m53 quý anh chị em. 1m53. Dạ. Em này chắc cũng cận cận rồi. 1m53. À, đang nằm ở trong cái chiếc chậu Trung Quốc Bát Tiên, có cái đường kính là 95. Dạ 95. Dạ dài 95. Và chiều ngang của chậu. Chiều ngang của chậu là 73. Ngang 73. Dạ. Chậu đẹp quá. Ngang 70 anh ơi. 70 chứ không phải 73. Ngang 70. Dạ, do nó có cái gần này quý anh chị em. Quý anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm tùng này, một cây tùng Đài Loan, một cây tùng trái. Phải nói hàng xịn sò và đẳng cấp, tay chốt bách bài bản. Đó, tả hữu tiền hậu đóng rõ ràng nha quý anh chị em. Một cây tùng mà để mà không lỗi, mà để mà đóng chuẩn chỉnh như thế này thì anh chị em mình cũng nên là nhanh tay để mà sở hữu anh chị em, nhanh tay mà gọi điện thoại cho nhà vườn để mà sở hữu những cái tác phẩm như thế này. Thì những cái đồ này thì bây giờ mà để mà đi rút về thì khó lắm anh chị em. Nó cũng không phải là hàng mà đơn giản mà để mình rút được nữa. Anh chị em nào mà yêu thích thiệt sự cái tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Và cũng xin thông báo với quý anh chị em mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em ở miền Nam Tây Nguyên. Anh chị em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Đây là một cái tác phẩm tùng Đài Loan, một cái tùng trái nha quý anh chị em. Tùng Đài Loan mà tùng trái thì nó cũng hiếm lắm quý anh chị em. Cây bông thì nhiều nhưng mà cây trái mà để mà cây vừa chuẩn chỉnh mà vừa lùng lực và có cái độ gạch đẹp như thế này thì không phải là đơn giản mà để mà có những cái tác phẩm quý như thế này. Và cũng xin thưa với quý anh chị em là thời lượng nhà vườn cảm ơn sai cũng xin phép dừng cuối video tại đây. Cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thanh Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn xích lại gần nhau hơn đến tất cả quý anh chị em mùa điều bonsai trên cả nước. Cũng không quên chúc cho tất cả quý anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ lựa chọn cho mình những tác phẩm bonsai ưng ý mang về trưng bày cho ngôi vườn, ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em mình trong cuốn video mới nhất. Rồi, chào em. Rồi, thời lượng cũng khá dài, Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cũng thấy anh chị em rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông, chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.